đây thần tượng A7 quá nhiều mà quên rằng Uyên Rooney mới chính là người làm nên MU. Chơi game có nhiêu đó đâu mà cũng bất ngờ tới lui trời. Làm như lần đầu tôi làm ấy, tôi làm hoài trên chim mà. Anh Trung một phần mười hai anh Trung éo hút. Thắng nha. Ga. Rồi, cái này là La Liga ga. Cái này là La Liga ga. Đốp đâu chạy. Má, La Liga ga phải đóng được chứ. Tí chơi Outlast không A3. Tí chơi nhiều vậy. Chạy. Trời ơi. Đi vậy. Rồi bò viên hỏi bài ông gãi đầu à. Là dùng cho đái đó anh ba. Ghê vậy, hai chút bọt BK nhau ghê vậy. Mà anh đánh còn Akali nào đỉnh như Faker vậy A3 nên anh cho em mượn 5 triệu nha. Đánh Akali hay cho mượn 5 triệu. Chơi Akali mà không có điếu thuốc giờ. Mặt nhìn hơi ấu dầm. Hay. Ôi, mày xích tao cho luôn luôn ăn. Đẹp. A3 mướn mấy. Tại vì anh em biết sao không? Hôm qua đánh ngân hàng á. Đánh cái pin cao. Bữa nay đánh pin 8 nụt quá anh em ơi. Kiểu múa nó đéo có bánh xước. Nó không có bị cạc hận. Cái não của A4KA điều khiển con tính và biết quá sáng đúng lúc anh đúng là idol của Long Eva Adi. Anh cảm ơn nhá. Thì cũng anh dạy tụi nhỏ mà anh khoan thai. Anh cảm ơn nhá. Tụi bây thần tượng A7 quá nhiều mà quên rằng Wayne Rooney mới chính là người làm nên MU. Ok win là do A hay còn thua là 4TH kia đều ngo. Rồi dài. Anh mới làm gì vậy? Ủa gì vậy? Không thấy à? Anh làm lại được không? Anh Trung đã thấy tầm quan trọng của ranh hàng với ECS chưa? A Trung đi du học một ngày lên quá. Akali xa đấy hả? Móc lốp ác vậy. A combo chậm thôi, bọn e nhìn ca biết những nút A combo. Anh Trung đây, I'm here. Lộc ơi, bỏ tay ra khỏi chuột để ổng tự chơi đi. Này, giết nó luôn, sợ gì. Em hết giấy thiết rồi, anh chậm lại em lấy cuốn mới chết lại. Ok. Có gì bất ngờ dữ chặt. Chơi game có nhiêu đó thôi mà cũng bất ngờ tới lui trời. Làm như lần đầu tôi làm ấy, tôi làm hoài trên chim mà. A sâu thao tác tay đi. Tôi muốn thấy đôi bàn tay thiên phú giả mua của ô tôi muốn học hỏi. À già má nó bóp ghê quá vậy.
bạn hết gì đít rồi. A ba ơi, mai kêu anh trường la Eclipse 0.5 vui nha anh, vậy tụi em mới xem thì sao? Ok ok mát nha, thằng nó dở dữ vậy. Phải nói đáng lẽ phải R1 xong rồi mới dùng đồng hồ. Dùng đồng hồ hơi sớm. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da, sách đau không vậy? Ây da, mạng sách đau không vậy? Ây da. Mạng sách đau liên tục vậy? Tốn điều được một đêm mà ảnh tưởng ảnh học được bí kỹ đan điền, hít một con ngựa chết luôn, đồng hồ cát đi anh, một hít một con ngựa chết luôn. Ghê thiệt, tôi ghê thiệt, tôi không giữ thiệt. Dân du học về ít ai khiêm tốn được như anh, toàn chơi mùi cá ao. Từ từ nha, đợi tiếp vô nha. Đúng rồi, ảnh biết ảnh bù nhìn nên ảnh thành ram con. Gì vậy? Tự nhiên cái gì vậy? Gì vậy? Nãy giờ đang nói đánh liên minh rồi Akali. Tự nhiên đúng rồi. Là đúng dữ chưa? Aka. Không hài. Tôi đánh xanh V rồi, game sau quất con Akali tiếp cho nó đúng trước SVTC đi anh ba giỏi. Dễ quá! Nào TW mở bàn áo đấu mùa hè vậy A3? Nói như vậy ta có cổ phần rồi. Nổi bên kia có bán không? Ta mua miếng. Mua 2-3% cũng được. Để vô địch cổ hớt ké được cái cúp. Mấy bé ngô nay nhiều vậy trời. Cảm ơn GG nha. Thầy ba giỏi béo à. Stream này đã thay đổi cuộc đời em. Toàn bộ quan điểm của em về mọi thứ tồn tại